Xin chào các bạn, chào mừng đã quay lại với channel Bức Thương Gaming. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chơi game Wadanohara Reboot. Lần trước là mình đã quýnh nhau với lại một con bạch tuộc rồi. Con đó khá là mạnh. Nó là một trong những thành viên của cái tổ đội của vùng biển chết. Và mình đoán rằng là kể từ bây giờ thì chúng ta sẽ phải chiến đấu với những cái đứa cũng mạnh ngang ngửa với con bạch tuộc đó. Hy vọng là mình có thể đánh thắng nó và không cần cày lever. Tòa thành sao lại đỏ tươi như thế này hả? Đây là mình đang đi ở trên cái vùng biển mà thường ngày mình vẫn thường đi. Và mình đã đi từ cái con đường này tới đó để mà dự bữa tiệc à. Lại là hai con này nữa. Rồi, mình sẽ sử dụng dịch vụ hồi máu của tụi nó. Hóa ra đây chính là cái con đường mà đi đến lâu đài à. Sao bây giờ nó lại màu đỏ như thế này nhờ? Không xong rồi. Chị Tatsumiya có sao không? Ồ, chị ấy đây rồi. May quá chị ấy vẫn còn ở đây. Chị thế sao sao, thật là chán ngắt. Chị Tatsumiya bị ông già đánh bại rồi. Chẳng qua là do chị ấy chưa khỏe thôi. Chị được có cái mồm thôi sao? Ta sẽ khiến sơ khuôn mặt của ngươi nát bét. Cũng giống như là ngươi đã từng làm với ta vậy. Đã có một bạn comment cho mình biết về mối quan hệ của những nhân vật và lý do tại sao trên mặt của ông già lại có cái vết sẹo như vậy. Mình cảm ơn bạn rất là nhiều vì bạn đã cung cấp thông tin cho mình rất là đầy đủ luôn. Thì bây giờ mình đoán là ổng đang rất là ghen tức bởi vì ổng không được giao cho cái cây kiếm. Đáng lẽ là ổng là hậu cận của ổng và chị Tatsumiya đều là hậu cận của vị đại pháp sư Mekai, nhưng mà ổng lại không được giao trọng trách mà thay vào đó là chị Tatsumiya, cho nên ổng rất là tức và ổng phản bội. Thì chị Tatsumiya đạch mặt ổng. Và cái này ổng cũng ghim vào lòng luôn. Thì đây chính là nguyên nhân mà khiến cho ổng không được trở thành người quản lý cái cây kiếm. Mình đoán là như vậy. Tại vì tính cách của ổng thì như thế thì ổng làm gì đủ phẩm chất để mà có thể quản được cái chuyện trọng đại như vậy chứ. Công chúa, xin lỗi người. Hãy chết đi Tatsumiya. No, đừng nhá. Ai đấy? Không không. Đang nói cái gì thế? Oh. Đã lâu rồi không gặp nhờ. Kể từ khi mà anh ấy ban cho mình cái bad ending thứ nhất xong thì mình không bao giờ được gặp lại anh ấy. Và bây giờ thì cuối cùng anh ấy cũng lộ mặt. Khuôn mặt là không được đâu. Nên đấm một phát rồi giải quyết luôn. What? Rốt cuộc là anh này đến đây là để giúp hay là đến đây để tạt dầu vào lửa đây? Người lại thế. Chấm hỏi. Tại vì khi mà rạch nát khuôn mặt như vậy thì sẽ không thể thấy được cái biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt đâu. Vâng, anh ấy đến đây để mà châm dầu vào lửa rồi. Ông không nghĩ như vậy sao? À, nãy giờ ngươi đang nói cái điều ngớ ngẩn gì thế? Cái đồ tép riêu này biến đi. Ê, tép riêu? Không lẽ là ông đang nói tôi à? Ông đồ vui đấy. Hả? Quả nhiên những con cá mập thì đều ngu ngốc cả. Chính vì thế mà chúng rất là thú vị. Tuy cho cùng thì cá vẫn là cá thôi, thật hết cách. Bự bự. Lúc đầu thì mình có hiểu nhầm anh này là cá mập, nhưng mà hóa ra ảnh là một con cá heo sát thủ hay là cái gì đó mình không biết.
Nhưng mà cá heo sát thủ thì không phải là cá mà là động vật có vú. Vấn đề này hơi lằng nhằng một chút. Hả? Người lên mặt hơi bị quá rồi đấy. Thế bên đó cũng vậy thôi. Hai bên bắt đầu đá kháy nhau. Chiến luôn à? Ok, để tôi cho ông biết rằng ai mới là tép tiêu thật sự. Hả? Rồi bắt đầu chiến. 2 phút sau. Những chiến gì mà chỉ diễn ra trong 2 phút vậy? Vâng, và người nằm bụp mặt xuống đất chính là anh ông người già. Thằng này nói khá là hay đấy. Chữ tép riu là được viết bởi chữ tạp và chữ cá, cho nên ông mới chính là tép riu đấy. Quả nhiên cá mập thì bắt nạt thật là thú vị, thoải mái quá đi. Này cô không sao chứ? Không sao. Anh là ai? Tôi chỉ là một sa chi đi tản bộ mà thôi. Nếu mà cô muốn hẹn hò với đàn ông thì cô nên lựa chọn một người đàng hoàng. Những cái tên bạo lực như thế này không tốt đâu. Hơi bị có sự sai sai ở đây nhưng mà thôi. Dù sao thì anh ấy cũng đã giúp chị Tajimiya, có vẻ ảnh là một người tử tế, chỉ thích bắt nạt những con cá mập thôi. Còn cá khác thì không sao cả. Chị Tajimiya, cuối cùng qua Danohara cũng đến. May mà có cái anh Sachi đó đấy, không mà chuyện gì xảy ra mình cũng không thể nào mà biết được nữa. Chị Tajimiya, thật tốt quá, chị không sao chứ? Qua Danohara. Ghê. Thằng Sebekichi từng bị anh Sachi đánh tơi bời. Hả? Là anh Sachi lúc đó. Ồ, chẳng phải là phù thủy và con cá mập đã bị bắt nạt sao? Này, tại sao người lại ở đây chứ? Tôi đã nói là tôi đang đi tản bộ mà. Cơ mà cái vùng biển này có cơ chế tự động chuyển sang màu đỏ à. Và mọi người ai cũng có sát khí cả. Không, không phải như vậy đâu. Qua đây chi? Anh ta lại thế. Giải thích thì sẽ rất là dài. Tôi là một Sachi thích đi tản bộ. Hình như là mình đã nghe câu này ở đâu rồi. Chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi. Hiệu ứng âm thanh khá là dễ thương đấy. Đừng có sửng mặt. À rế, lì hơn tôi tưởng nhỉ. Có muốn một trận nữa không? Không nói gì luôn. Ra là vậy. Hóa ra nhóc chính là con gái của Đại Pháp Sư à. Hãy cẩn thận đi, qua Danohara. Này, sao lại thế nhỉ? Mình cứ tưởng ông ấy không đánh lại Sachi thì ông ấy sẽ đi, sẽ bỏ chạy, ai ngờ đâu ông ấy lại quay lại cắn vào qua Danohara. À luôn. Kẻ nào cũng thật đáng ghét. Rồi 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 rồi. Nhưng mà ổng vừa bị thương bởi cái đòn tấn công của Tachi rồi, cho nên mình nghĩ là mọi thứ sẽ đơn giản thôi. Giả phòng ngự. Có 150 phòng ngự thôi sao? Ồ, đam khá là ngon nghẻ đấy. Mà qua Danohara còn né được kỹ năng nữa, tuyệt vời. Đâu mình thử dùng cái skill này coi có giảm được thêm giáp ma thuật không. Rồi các ngươi cũng sẽ chết một cách vô ích mà thôi. Cũng
giống như là ngài đại pháp sư vậy. Ồ, giảm khá khá đấy chứ. Ồ, ngon. Đam của ổng khá là thấp. Đây là hiệu ứng từ vết thương khi nãy rồi. Tốt quá. Sẵn tiện mình có thể trả thù một cách đường đường chính chính cho chị Tachimiya. Có trách tại sao biển xanh lại mặn nha. Rồi giảm hết phòng ngự rồi đấy. Oh, vẫn còn sống á. Ui, không hồi máu kinh thế. Hồi 999 máu luôn. Mà không sao, hồi máu tức là mất đi một tuần rồi. Mà tổng đam của mình thì lại hơn cái số lượng 999 máu đó. Hả? Cái gì? Khi mà ta đâm lén sau lưng vị đại pháp sư, khuôn mặt của ông ta thật đáng buồn cười. Chỉ nhớ lại thôi đã khiến ta cảm thấy vô cùng phấn khởi rồi. Ổng đã đâm lén sau lưng đại pháp sư. Mình chỉ mới nghe phản bội thôi. Hóa ra là phản bội là như thế à. Cái này gọi là không biết gọi là gì nữa. Quay. Kỳ vậy, sao vậy? Tao bị lực kèo rồi. Bây giờ chỉ còn có một mình Fukami có thể di chuyển mà thôi. Phải nhanh chóng sử dụng cái item để giúp Danohara hồi phục thôi. Ghê quá. No. Hồng máu là trước đi. Memoka gây đam nào. Tại sao? Tại sao không phải là ta? Là do tính cách của ông đấy. Đáng hận, đáng hận. Tất cả hãy chết đi, chết đi. Cái kỹ năng hồi máu này có thể hồi, có thể tăng cả phòng ngự lẫn đam. Theo mình nghĩ thì có khi mình chưa cần bị đánh trúng, mình cũng nên sử dụng cái skill này đi. Để phòng bệnh thì còn hơn chữa bệnh mà. Rồi mình tiếp tục gây đam thôi. Đây sẽ là cái đoạn quyết định. Ô, 999. Quay. Ông cũng đam lại một phát 999 chứ không có vừa dạ gì cả. Không có nhường nhịn một chút gì luôn. Rồi, mình đã hồi phục lại cho tất cả đồng đội. Và bây giờ tới Warden Hera bị cục. Item. Riêng ai thì riêng chứ Warden Hera là chắc chắn phải không được gục xuống. Như thế thì cả team không có ai hồi máu cả. Oh, win rồi. 4444 kinh nghiệm. 20.000 yen. Dorobi lên level 32. Sao lại cho cái số kinh nghiệm nó không có được may mắn như thế nhỉ? 4444. Không thể nào. Dama. Ừ. Biến mất rồi. Sao mà mấy cái đứa bên phe phản diện toàn là có những cái kỹ năng rất là hay nha. Có thể tóc biến đi trong một nút nhạc. Còn bên mình thì phải bò bộ, lết bộ để đi đến được cái lâu đài. Nó không khi nãy giờ có thể là cứu được công chúa từ rất là lâu rồi. Chị Tachimiya, vết thương của chị không sao chứ? Wadanohara, chị không sao đâu. Tất cả là nhờ vào cái vị này đã cứu chị. Cái trượng đó là
Vâng, đây chính là sức mạnh mà em đã được mượn từ bố. Ngài mê cai. Tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng mà như thế là tốt rồi đúng không? Ừ. Chị Tatsumiya, vết thương của chị nặng quá rồi. Wadanohara, Wadanohara, đừng có lo cho chị, hãy mau đi đến lâu đài đi. Anh Sachi, anh có thể đưa chị Tatsumiya đến một nơi an toàn được hay không? Ừ, cũng được thôi. Tôi đang khá là rảnh. Đang khá là rảnh à. Vậy đâu ra. Sao mà mình có thể giao chị qua đây nhầm chị Tatsumiya cho một người đang rảnh được chứ? Không sao, chắc chắn là em sẽ quay trở lại. Mọi người, chúng ta cùng nhau đến lâu đài thôi. Ồ, đã rõ. À, đó nhất định sẽ không để hắn ta thích làm gì thì làm đâu. Rồi, tại sao tụi này có thể đến đây nhanh như vậy được? Cả cái con sông ở bên dưới biển cũng màu đỏ luôn rồi này. Nhìn khá là tươi mắt đấy. Có vẻ như người già đã thất bại rồi. Hả? Vậy à? Một em gái ốc. Thật đáng tiếc nhỉ. Mà sao cũng được. Biển công chúa thắng thì chúng ta có thể gặp được. Dù có thua cũng vậy. Mấy đứa này đang nói cái quái gì thế, mình chưa hiểu vấn đề. Đúng vậy nhỉ. À, sao cũng được. Tôi sẽ nghiền nát bọn chúng. Hồi xưa đến giờ thì tôi đã không ưa cái lão đại pháp sư rồi. Nhưng cơ hội này giải tỏa một chút. Tên của con ốc này tên là Sibu. Vậy à, thế thì trông cậy vào cô đi. Thật là phiền phức. Mình không biết là mối quan hệ giữa những cái đứa này nó là như thế nào, cho nên mình sẽ tạm dịch tụi nó là theo kiểu người dân nha. Theo cái version người dân. Giờ thì để xem là công chúa như thế nào rồi. Công chúa. Không biết là anh cá hồi đang nói về công chúa nào. Công chúa Mikochu hay là công chúa Uomi đây. Đến rồi. Còn phải mở cửa từ từ nữa. Rồi, đến nơi. Bây giờ thì chỉ còn có đúng một mình công chúa ở trong đây thôi. Ở đây ít nhất phải có một cái đoạn BGM nào đó vô cho nó nghe, cho nó vui tai chứ. Chẳng có nghe thấy cái tiếng gì cả, không có cảm xúc gì luôn ý. Mọi thứ đều là một màu đen cả. À. Okay, xin lỗi. Sau khi mình nói xong cho đã thì nhạc hiện lên. Đã lâu rồi không gặp nhỉ. Đã lâu rồi. Người bảo hộ của Uomi là ngươi. Ra là không biết là Mikochu là chị hay là em của Uomi nữa.
hơi bị khó đây. Rồi mình sẽ dịch theo version người dân luôn. Có vẻ như là cô không biết chuyện gì cả nhỉ? Cô quên mất cả ngôn từ luôn rồi sao? Được thôi, cô sẽ không bao giờ chiến thắng được ta đâu. Rồi chạy nhanh thôi. Hai người đó không biết là ai thắng ai thua, nhưng mà mình nghi rằng là phần thiệt thòi sẽ thuộc về công chúa Umi mà thôi. Trời. Nhìn mấy cái con này ở đây kinh nha. Nó đã màu đen rồi, mắt nó màu đỏ và nó còn đứng ở trong không gian màu đen nữa. Thậm chí là ở đây kiểu như là bị, nói như thế nào nhỉ, bị ăn hết hoàn toàn rồi, chỉ còn một vài đốm đỏ dính trên sàn mà thôi. Rồi đây có đúng là, ô đây chính là cái đường lên lâu đài rồi, mình nhớ cái con đường này này. Cái cầu quen thuộc đây rồi, nhưng mà mọi thứ thì màu sắc đã được thay đổi rồi. Như nào đây? Không còn cái viên pha lê bảo vệ cả vùng biển này nữa. Thật là đáng sợ quá đi. Rồi thế giới của chúng ta sẽ đi về đâu đây? Em có cảm giác như mọi thứ đang trở nên rất là tồi tệ. À, mình có cảm giác như mọi thứ đang trở nên rất là tồi tệ. Đúng vậy. Thôi xong rồi. Cái này là cái gì thế? Wadanohara. Bên đây cũng vậy luôn. Không được rồi, chỉ có chúng ta không thì không đủ. À qua qua. Tặc lưỡi. Cứ nghĩ rằng bọn thỏ biến đi mất rồi thì mọi thứ sẽ bình an, nhưng không ngờ lại là bọn này đột nhiên xuất hiện. Không phải là tớ đã nói rồi sao? À, vùng biển chết đã bị giải đi cái phong ấn của nó rồi. Không thể nào. Thật khó tin. Vậy là tất cả chúng ta đều phải chết sao? Đừng có nói những điều ngu ngốc như vậy. Nhưng mà như thế này thì làm sao mà có thể đánh được? Đờ mờ chúng nó. Bên Nhật nó chửi đúng có một từ là từ kuso, tức là từ chết tiệt nha. Mình thấy bên Nhật khá là ít từ để chửi. Dùng đúng có một từ hơi buồn cười một chút. Chỉ như thế này thôi. Nhưng mà chỉ đến đây thôi. Chị Herika có thể hóa điên lên được. Wow, bây giờ thì công chúa Thỏ quay trở lại đây để cứu. Tôi đến đây là để liên kết với mọi người. Là công chúa của nước Thỏ. À đấy, thế là sao? Các người thật ra là đây có âm mưu gì? Chúng ta là kẻ thù của nhau mà tại sao lại cứu giúp lẫn nhau? Không, ta đã làm hòa với lại Uromi rồi. Chính vì thế cho nên là dù không hiểu tình hình này cho lắm, nhưng mà ta sẽ giúp mọi người. Nhưng mà cái tình huống này là tình huống gì cơ chứ? Usasa, nào hãy tiến lên đi tất cả mọi người. Đây không phải là một con thỏ nhé. Ua. Mọi người thật là
đáng tin cậy mà. Không không không. Rồi. Cũng may là có sự giúp đỡ của bên thỏ và cả ác ma cũng giúp đỡ nữa. Chính vì thế cho nên là chúng tôi đến đây là để cứu mọi người. Như thế là sẽ được nhận thêm phần thưởng nhỉ? Ai biết được. Mà sao chẳng được, miễn vui là được rồi. Vậy thì chiến thôi. Em này đang khóc. Mấy người này là ai vậy? Ai biết được. Không quan trọng, miễn là chúng ta được cứu là ngon rồi. Em kia vẫn có thể ngủ được, quá hay. À đó, vậy là chúng ta được mọi người đến cứu giúp sao? Từ xa. Bước. May quá, cũng may là có bên team thỏ đến giúp, nếu không là toi rồi. Qua đây nó ra, hy vọng là cậu vẫn bình yên. Bây giờ thì mình đang rất là muốn lao thẳng đến chỗ công chúa để mà cứu công chúa, nhưng mình sẽ dừng clip này tại đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong một clip khác. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip. Xin lỗi các bạn, mình sẽ không nhây nữa. Chúng ta tiếp tục nào. Rồi chúng ta đi đến cứu công chúa thôi. Làm sao mà mình có thể bỏ mặc công chúa được khi mà công chúa đang gặp nạn chứ. Nơi này nhìn khá là kinh đấy. Rương. Không biết là gì nhưng mà mình sẽ trang bị nhanh. Lại là một cái trang bị khác giảm tốc độ của người ta xuống nữa. Thôi thôi thôi, dẹp đi. Rồi hai cái con này đây rồi. Hợp phục nhé. Mình vẫn chưa được vào bên trong cái nhà để mà mở rương luôn á. Chắc là mình đoán thôi nha, chắc là có thể là đến cuối cùng, sau khi mà kết thúc mọi chuyện rồi chúng ta mới có thể vào trong đó mở cái rương. Cái cầu thang này khá là khó đi đấy. À. Rồi. Đây đâu phải là tòa lâu đài mà tôi biết. Được, tiến luôn. Vâng, tất nhiên là đâu có dễ dàng đi đến chỗ công chúa như vậy được. Tôi rất là ghét Đại Pháp Sư. Ghét đến mức muốn giết hắn. Nhưng mà... Đại Pháp Sư đã chết rồi. Chính vì vậy mà tôi sẽ giết cô. Hay đấy. Hả? Cô ta đang nói cái quái gì thế? Chẳng hiểu. Một cái điệu cười rất là hay nhé. Mình không thế nào. Mình không biết làm thế nào mà để cười được giống vậy luôn. Rất có thể là công chúa đã hết cứu rồi đấy. Nhưng mà nếu mà có thể thì nếu mà có thể thì tôi muốn chỉ có một mình tôi là được hạnh phúc, còn tất cả mọi người sẽ phải đau khổ. Tôi thích rất là độc đáo đây. Rồi mình sẽ thử nhái cái điệu cười của nó. Con này tên là Sip à. Cái chữ nhìn cái chữ tiếng Nhật thì đúng là Sip thật. Tại vì mình không rành về tiếng Anh cho lắm cho nên mình cũng không biết là cái đó có đọc đúng là ship hay không. Người già tại sao lại không chịu công nhận tôi chứ? Hai người đó có liên hệ gì với nhau à? Mình không biết cho nên mình đang để chế độ người dân. Rồi. Tiếp tục là những cái đòn giảm phòng ngự. Sau đó thì sẽ dùng toàn lực để tấn công. Để mình xem đam của con ốc này là bao nhiêu nữa đã.
Mình biết liệu chừng mà mình bóp phòng ngự lên. Nó cũng đam đấy chứ. Rồi giảm điểm tinh thần xuống rồi. Cái skill của Kukami mình thấy hơi lạ nha lần. Qua đâu ra rớt rồi, sao kỳ vậy? Một phát một thôi. Cái skill của Fukami mình thấy rằng là ghi là cái chữ cướp HP. Thì không biết có liệu có phải là cướp đi cái độ HP giới hạn hay không. Nếu mà thế thì đó là một cái kỹ năng rất là tuyệt vời và mình sẽ thường xuyên sử dụng kỹ năng đó. Khoan đã. Mình nên hồi phục cho Wadanohara. Sau đó mới tấn công. Xì. Ấy. Đau đớn hơn nữa đi. Ấy chịu khổ hơn nữa đi. Rồi. Tiếp tục cướp HP. Và bây giờ tới. Không ổn rồi, nó đánh một phát thì mình rớt đài, tức là mình phải sử dụng cái kỹ năng để tăng phòng ngự lên. Có cái kỹ năng nào có thể giảm đam không ta? Ồ, đây là một cái kỹ năng giảm đam này, mình thử sử dụng xem. Biết đâu có thể giảm đam nó, còn không thì sao? Ok, chẳng thấy giảm đam chút nào cả. Kỹ năng trá hình. Đấy, đang hồi phục máu kìa, tức là nó đã bị đam khá là nhiều và cái kỹ năng của Kukami rất có thể là đã cướp đi toàn bộ HP rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục giảm cho nó đa cái giáp tinh thần xuống. Memoka. Để sử dụng cái kỹ năng giảm phòng ngự bình thường. Kukami tiếp tục cướp đi HP. Đại Pháp Sư, không thể nào tha thứ cho ông được. Tất cả là tại ông. Tất cả là tại ông cho nên là mọi thứ mới trở nên rắc rối như vậy. Hóa ra là như thế. Hóa ra là con này có liên quan gì đó đến người già, cho nên là nó cảm thấy người già thật là đáng thương. Bởi vì người già không, chính vì ông kia không cho người già lấy được cái bảo quản cái cây kiếm cho nên là mới như vậy. Và có liên hệ gì đó đến thần biển nữa. Không thể nào tha thứ được. Rồi giảm hết điểm tinh thần rồi đấy. Ôi, quay chốt. Đợi đã, cái này không vui đâu. Còn thế nữa cơ à. Không ổn rồi, mình sẽ sử dụng cái này để hồi phục cho Doropi trước. Rồi biết ngay thế nào, Wadanohara cũng bị tấn công tiếp mà. Doropi thì sử dụng cái gì đây? Mà cứ cho tấn công đi. Mình đang dẫn dụ cho con này nó sử dụng cái kỹ năng hồi máu lại đi. Vừa rồi là đoạn tấn công vào Fukami, bây giờ thì mình sẽ sử dụng kỹ năng hồi phục toàn bộ. Như thế là ổn định được một chút. Cứ cướp hết HP của nó như vậy thì nó sẽ không còn có thể hồi phục được nữa. Doropi. Wadanohara sắp hết mana rồi. Item. Cái item nào có thể hồi phục nhỉ?
Ở đây chính là cái item hồi phục toàn phần này. Có vẻ như đam 999 là mát rồi nhỉ. Mình không thấy đam cao hơn được nữa. Và tất nhiên là con kia cũng có thể ra được đam 999. Kami gần hết mà bờ rồi. Oh, Queen. Đây là sự sắp xếp rồi. Tất cả những thành viên trong vùng biển chết đều có cái điểm kinh nghiệm là 4444. Bốn cái chữ chết ghép liền với nhau. Ra là không được sao? Mà sao cũng được. Như thế là đã có thể gặp lại được ông ấy. Ở đây là biến mất hoàn toàn rồi chứ không phải là tóc biến nha. Cứ tưởng là ông người già đã tóc biến đi chỗ khác. Tiếp vào đây luôn. Cái con quái vật mới à. Hiện tại thì mình thấy là như thế là ổn rồi. Cho nên mình sẽ không cày level đâu. Ơi, kinh thế này. Cái con này trông rất là ghê nha. Tại vì nó đeo cái... Có con thì đeo một mắt, có con thì đeo hai mắt. Ôi thôi 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 thôi. Ở bên đây mới đúng à. Rồi 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 rồi, tiếp tục là hai con này. Để mình mua một vài cái cục nãy đó. Nãy mình xài khá là nhiều rồi. Ở đây không bán những cái item tăng đam giới hạn lên nhỉ? Tăng những chỉ số giới hạn lên. Đây là một cái cây gậy bóng chày để đập người ta. Tức là những cái cây gậy bóng chày có gắn đinh ở trên nè. Nhưng mà cái trưởng của Adana ra là mạnh nhất rồi. Wow, tăng khá khá đấy. Bây giờ thì chiến thôi. Biết là chỗ này sẽ có thêm một đứa nào đứng đứng đợi mình. Hai đứa nhào lên hết một lần luôn cho nó nhanh. Cuối cùng cũng đến được đây à. Nhưng mà chỉ có thể đến được đây mà thôi. Hả? Nè, phù thủy của biển. Chấm hỏi. Cô không có biết chuyện khi xưa đúng không? Và tôi nghĩ cô không biết đâu. Cô nghĩ rằng là mình chính xác đúng không? Đại đá, người đang nói cái gì ta chẳng hiểu gì cả. Đừng có khiến cho Wada Chi bị phân tâm chứ. Nhìn chầm chầm. Biến đi. Là chẳng phải là đang làm cho cô ta phân tâm gì cả. Chỉ là đang hỏi mà thôi. Nếu mà... Chính vì vậy mà tao mới ghét đi. Vô ích mà thôi. Đúng vậy. Mà sao cũng được. Dù có vô ích đi chăng nữa thì các người vẫn phải chết ở chỗ này.
rồi, mình sẽ phải chiến đấu với cùng lúc hai người. Hy vọng là mình sẽ ổn. Tất cả mọi thứ đều biến hết đi. Đứa nào cũng có cái nội tâm thật là đen tối. Đừng có đến đây. Tôi sẽ không để mọi người bị thương gì nữa. Tôi sẽ không để mọi người bị tổn thương nữa đâu. Tôi sẽ không để mình bị mọi người làm tổn thương hay là sao thôi. Rồi. Tiếp tục là giảm phòng ngự. Bây giờ thì mình cần phải tấn công một lúc. Mình phải chọn mục tiêu để tấn công nữa. Mình sẽ lựa những cái skill có thể tấn công toàn tập cho nó đơn giản một chút. No, sai, thế là sai rồi. Thế là không tốt rồi. Con kia đam rất là mạnh nha. Mình phải xử nó trước thôi. Đối với bọn ta thì các người là kẻ xấu. Các người có vui khi không khi mà giết bọn ta. Ghét tất cả mọi người. Bên nào thì cũng có cái lý của bên mình mà thôi. Cho nên là mình chả thể nói được gì cả. Hiện tại thì mình đang là Wadenohara cho nên mình đúng. Và có vẻ như là sắp mặt tới nơi rồi. Thích nhay thì mình vẫn có thể nhay được mà, không sao. Cứ hồi máu đi. Sao mà đám nó kinh thế nhở. Mình phải cần có Fukami, tại Fukami có khả năng là rút dần máu của bọn kia. Nhưng mà mình tấn công mù quáng như thế này thì trước sau gì nó cũng hồi đầy máu lại thôi. Thật là ngốc nghếch. Đại pháp sư cũng như vậy, tất cả đều thật đáng ghét. Nhưng mà nếu thế thì tại sao bọn tôi lại được bọn ta lại sinh ra chứ? Nó khiến bọn ta phải suy nghĩ như vậy. Lại là Wadanohara. Sao mà nó ác thế nhờ. Canh đúng ngay cái người có thể hồi máu cho cả team. Tiếp tục rút máu từ nó nào. Trời, hồi phòng ngự khá là kinh đấy rồi. Dorupi gục rồi. Không thể nào giỡn được nữa, mình sẽ phải chơi skill hồi phục thôi để tăng giáp lên. Thật là tốt nếu mà đứng sáng tạo không tạo nên cái vùng biển này. Miễn lúc ban đầu không có sự tồn tại gì thì bọn ta sẽ không phải chịu đau đớn. Đúng vậy. Tôn nào quá mò. Không hiểu lắm cái câu này. Rồi hồi phục lại nào. Ôi, đam nó cao dạ cả mang ra đấy. Không biết là mình phải cày lên level bao nhiêu thì mới chống được một đòn của tụi nó.
Rồi hồi phục cho qua đời ra trước nữa. Này được hết. Hẹn gặp lại các bạn trong một clip khác. Khi đó thì các bạn sẽ thấy mình lên level tối đa. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip. Nếu các bạn thấy clip này hay, hãy bấm like, đăng ký và chia sẻ giúp mình. Còn các bạn nào muốn xem clip mới của mình sớm nhất, nhớ bấm chuông, YouTube sẽ gửi thông báo cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong một clip khác. Bye bye.